Ừ. Sao bà không ngủ đi? Tôi có chuyện muốn nói với ông nè. Chuyện gì? Ông, tôi có bà bạn á. Lúc trước hả, bà nghèo ghê lắm, nghèo sơ nghèo xác luôn vậy á. Nhưng mà hôm rồi tình cờ tôi gặp lại bả, tôi không ngờ luôn á. Trời đất ơi, bây giờ bả thay đổi dữ lắm, bả giàu lắm nghe ông, giàu kinh khủng luôn á. Tôi mới hỏi bả là tại sao giàu dữ vậy, bả mới nói là bả nhờ mần ăn buôn bán, cho nên bả mới giàu dữ vậy đó ông. Ông nè, rồi cái bả rủ tôi mần ăn, hùng vốn đi, mần ăn với bả. Trước sau gì tôi cũng giàu như bả ha. Cho nên tôi muốn nói với ông là ông cho tôi ít tiền để tôi hùn vốn với bả mần ăn nha. Thôi dẹp đi. Thấy thì thấy như vậy thôi, chứ làm sao mà tin được. Giờ chuyện lừa lọc nhiều dữ lắm, bà không nên tin người quá đáng vậy đâu. Coi chừng bà hối hận đó. Trời ơi, bà đó đó, bà giàu như vậy thì bà lừa tôi, bà được cái gì? Tôi nghèo hơn bả mà. Với lại bây giờ hả, bả đeo vàng mà vàng y nghe cả khúc gì nè. Ăn á là ăn toàn nhà hàng sang trọng không à, nhà cao cửa rộng. Bả gạt tôi thì được cái gì? Với lại bả là bạn thân của tôi mà. Đi ông. Tôi chỉ nhắc bà thôi. Đời mà, ai biết được chữ ngờ. Trời ơi, chữ ngờ chị không biết nữa. Bây giờ ông cứ cho tôi mượn một ít tiền đi, tôi hùn bằng ăn với bả. Tôi hứa với ông á là không lỗ, mà chỉ đem tiền lời về thôi. Tiền bạc á không phải là dễ kiếm, mà bà thì xưa nay bà chưa từng bằng ăn, bà đâu có biết cái gì. Dễ bị người ta lừa lắm, mình cứ phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Trời ơi là trời, chồng con gì mà chán dữ vậy. Ông vừa phải thôi chứ, ông keo kiệt bủn xỉn. Phải chi mà tôi lấy tiền trong nhà này nè, tôi ăn xài chơi bời gì đó thì ông tức, ông chửi ông không cho. Đằng này tôi lấy tiền tôi làm ăn thôi mà, cũng không cho là sao? Bà làm gì vậy? Bà làm cái gì mà bà nhảy đỏng đỏng lên như cái đám con nít vậy? Chứ còn gì nữa. Ở trong cái căn nhà này nè, tiền bạc ông dành dụm cho con ông thôi. Ủa, rồi con Thơm là ai? Con Thơm cũng là con của ông vậy. Tôi nuôi nó 20 năm nay nè, ông có bỏ đồng bạc nào ông nuôi nó không? Mà bây giờ xin một ít tiền thôi cũng không cho. Tôi mà biết vậy á, tôi không có về căn nhà này đâu. Thôi nín đi, ngủ đi. Không, để tôi suy nghĩ đã. Nói thì nhớ nghe chưa, để tôi trả lời với người ta. Ngủ đi. Đâu hả? Ra ngoài ngủ, ở đây đuối rồi. Ai... Sao?